Hello các bạn nha, chào tất cả các bạn nha. Giờ thì mình đã một đêm mình lên tới Đà Lạt rồi các bạn ơi. Hôm nay rất là lạnh các bạn ơi. Lạnh nha, lạnh kinh khủng luôn. Bây giờ thì mình chờ xe trung chuyển tới các bạn ơi. Trung chuyển mới đang 6 giờ đang bỏ khách ở của xe kia. Bỏ xe kia xong rồi giờ tới mình. Thì giờ mấy anh em chung chuyển ra thôi. Tại giờ trên xe mình khách ra đang ngủ. Đang ngủ rồi, mát mát lên trên đây nè, mát mát lạnh lạnh rồi. Đang ngủ tiếp luôn. Giờ không ai dậy rồi. Đang chờ chung chuyển tới là xong. Đây nè. Đó, bây giờ tất cả xe Sài Gòn đổ xuống nè các bạn nè. Thành Bưởi nè, chứ là xe Nguyễn Kim nữa nè. Mấy anh em giờ đổ lên Sài Gòn lên. Rồi, xin chào các bạn nha. Giờ thì khách xuống là qua bên xe trung chuyển nè các bạn ơi. Đây là mấy bạn khách, mấy người khách nước ngoài. Xong chưa? Chào các bạn nha. Giờ mình ngủ nè các bạn ơi. Mình tới bãi rồi. Lấy xe rồi. Giờ mình ngủ thôi. Ngủ này trưa mình quay xuống Sài Gòn lại các bạn ơi. Hẹn các bạn 1 giờ chiều chứ. Hẹn các bạn 1 giờ chiều. Tiếp tục nha các bạn. Rồi bây giờ mình ngủ đây. Vừa quá. Mắt nó rác. Rác mà. Mở nhiều quá nó rác. Nó khô mắt nó. Nó khô trứng nhờn. Mình mở nhiều quá cho nè. Khô trứng nhờn nó rác. Giờ thì mình chuẩn bị lên khách Đà Lạt về Sài Gòn các bạn ơi. Rồi, danh sách là mình lên khách thôi. Trong chuyến bữa đang chở khách về ăn sao các bạn. Đừng có tin đàn bà. Đàn bà càng đẹp á. Thì lại càng là chuyện xấu đó mà. Các quân đệ ơi. Mình chạy tour này, chạy tour nữa là mình về nhà mình nghỉ phép rồi các bạn ơi. Thì hôm nay làm chạy trước lễ luôn. Hôm nay là hơn 1 tháng rưỡi. Rồi mình xong mình lên xe nha. Đặt xe tên gì đây? Thằng Thằng ba giường đúng không? Đúng rồi. Rồi A3, B3. A3, B3, B11. Đúng rồi. Rồi, từ từ vô trong này là tháo luôn con. A3, B3 là hai cái giường dưới nè, hai bên nè. B1 là giường mé tay phải cuối cùng, giường dưới. Tháo ra đi. Chung với thằng hả? Mà đặt xe tên gì đây? Dạ, tên Thiện. A1 sau lưng, chuyển dưới. Con bỏ 2 bọc. Dưới hay tên trái đó? Cái bọc luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Đi chung với hàng hả? Dạ. Chung gì đây? Tới đó là mấy giờ? Chung. Đây là Nguyễn Trọng.
rồi A6 là những thứ 3 mới đem tái điện ở dưới trên đó. Thứ 3 là dưới trên A6. Đúng rồi. Dưới trên đó. Giờ mình đã thấy trạm dừng chân này cho khách ăn cơm các bạn ơi. Mấy giờ tới luôn. Thôi vậy tất cả cơm nước đi rồi đi nữa nha. Ok chú rồi. Rồi hello các bạn nha. Chào các bạn nha. Giờ thì tụi anh em mình về tới Sài Gòn rồi các bạn ơi. Đưa qua xe trung chuyển nè. Anh xe trung chuyển, mà xe trung chuyển này đang chờ nãy giờ. Đó. Anh em à, hai xe là Đà Lạt nè, Lạt mới xuống nè các bạn. Rồi còn xe Đắk Lắk nữa. Rồi Grab taxi này xà tới nè. Tại khách này ở đây là khách này bên công ty rồi, đâu có người ta đâu có đi xe ngoài đâu, giờ có taxi tới thì cũng ít ra đi. Rồi à, bây giờ là anh này này mối nè, này đắp bóp chắc hơi mối nè. Đó. Sao đắm đó sao? Đắm đó hả? Mới đắm. Sao đắm mà mới đắm đây đúng không? Mới đắm cửa đây. Tôi cũng mới đắm đây nè. Học hai cái ngay cổ anh. Ờ ngay cổ nó mới đã. Em cứ đi lên đường đi. Em tên là anh Lạc luôn á. Ê, tên anh Lạc luôn. Lạc điện 8.5 cơ mà. Đi. Hello các bạn nha. Lại mình tiếp tục đổ nguyên liệu đổ dầu nữa các bạn ơi. Đây. Giờ là hai xe. Hai xe tới trước đây, còn xe anh Ba Chà Cú nữa anh đang trên đường tới. Mấy xe này là xe 70 Tây Ninh nè các bạn nè. Đi lên Đà Lạt chơi quá. Đó. Mời cho mình ly cà phê nè. Ờ cà phê này mình mua nguyên chai luôn hả? Đã chưa? Gọn không? Cái này đặt đến Đắk Lắk về. Đắk Lắk về luôn hả? Ờ cà phê Đắk Lắk nè các bạn. Đó các bạn nha. Ờ đây hôm mặt lần có Ba Chà Cú luôn nè, tới luôn nè. Rồi mời các bạn nha, cà phê thơm ngon rồi bạn uống nha, tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi uống liền, uống vô nha các bạn, vô nha. Tới một chuyện luôn, nói chơi ra mình thích hài hài vui vui chơi vậy, các bạn xe video các bạn đừng có chửi mình nha, tại vì các bạn biết sao không, video mà mình làm mình đôi khi nó nghiêm túc quá thì nó không hay vậy các bạn ơi, nó có hài vui chơi chứ các bạn nha, cái cà phê ngon. Ba ăn gì vậy anh Ba? Ba ăn gì vậy? Ăn cái gì vậy? Phở hả? Cơm chà hột lá. Cái gì? Cơm chà hột lá. Mệt ta giờ cú quá.
đèo Bảo Lộc mà trời mưa quá trời luôn, đang bò lên đèo chứ có một xe công, anh xe công anh lết quá trời luôn, giờ kẹt đèo. Bên bên ngoài thì mưa rất to lớn luôn. Công nó bị chở quá nặng nó bò, mà anh em cũng phải bò theo luôn đó, nó chở. Bên ngoài thì mưa giông quá trời luôn, giông gió. Trời mưa luôn, giờ kẹt xe luôn nè, kẹt xe giữa đèo giữa trời mưa luôn rồi. Giờ đi hết được luôn. Đó, giờ xe lên cũng được mà xuống được nè các bạn. Giữa đèo Bảo Lộc luôn các bạn. Bên ngoài mưa giông ghê luôn kìa, quá trời giông luôn. Quá trời, bên ngoài vừa mưa mà vừa kẹt các bạn. Sương mù nè, quá trời sương mù luôn. Nhảy 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 mà còn chích sinh coi bấy à, bấy chưa mang dép này chạy á, bấy biết sao không, không mát chân đâu, mua dép này nè mát chân hơn, nó thoáng chân không có hầm hơi, cái này chạy hầm hơi lắm. Đồ mà lên đoàn nữa có tắc đeo có tắc đồ đấy, một hàng này trẻ đang vượt men biệt mỗi men biệt cái biệt tắc đấy rồi vượt theo hẳn luôn đèo hả? Không nên đi chỗ 80 18 này 18 à, bên ở rứa bên hẳn đi hai hang, đi bên đi hai hang đủ thấy un chắc bố vậy chắc là đủ. Cái còng nó bị sao mà lú ra ngoài, mẹ nó bị sức đầu ra ngoài á, chắc hứ nó ve đang ve nó ve vô sao nó bị anh đây như quá ẹp á. Đây như quá đồ nó nằm luôn hai hai chung lại. Má đau bụng quá ta. Ê đau bụng quá, đau bụng nữa đói bụng đói đói rung mà tối này ăn sớm quá. Đó, mưa trời mưa chạy xe nhìn dơ ha, dơ ghê luôn. Xe này còn sạch nè, xe này Đắk Lắk qua mà, xe với hai Đắk Lắk qua là chạy đây luôn Đà Lạt luôn, quá dơ ghê sáng mẹ luôn rồi. Thôi không hút đâu, hút ghiền chết, ghiền chết luôn á, ghiền về nhà má la má không cho hút thuốc. Thôi ra khói lỗ mũi rồi khói miệng luôn như người lớn vậy. Ghê thật chứ, có thuốc ra khói lỗ mũi luôn. Cái gì á, đi nhịn gì á, nhịn đó đấy, nhịn gì nhịn nhịn đó nhịn gì đó. Con cái gì cho nó khổ rồi à. Em hai thằng có vợ luôn hả? Rồi có vợ có con luôn hả? Ghê ghê gì biết biết làm cho có con luôn. Em nói nghe nào đó, mình lấy vợ về lúc mà mình lấy vợ về mà mình có cần phải học ai là cách làm cho có con rồi không? Cái này cái bản năng rồi, bản năng luôn, tự mà nó làm được phải cho con người à, tự biết luôn.
Hay không ai dạy, không có trường nào dạy hết trơn á. Gì vậy? Cái gì cũng quay học nhưng mà cái đó không cần cậu học ha. Xong chưa? Xong rồi hả? Rồi mình xong rồi mình đi mọi người, các bạn ơi. Lên đường thôi. Mình còn ai không? Hết luôn hả? Còn tới trong phòng cái chợ nữa. Chợ quá rồi. Đây. Rồi. Chợ luôn. Chợ Đà Nạt ha. Súng nào ai cũng súng nào lên Đà Lạt chơi. Mưa gió. Mưa gió bầu bụng. Trời lên Đà Lạt mà gặp mưa đó là thôi là nằm trong khách sạn luôn chứ đâu chơi. Đã lạnh rồi. Đó, ra ngoài gặp mưa mưa phùn. Hồ Xuân Hương. À, trời này giờ nhảy xuống hồ tắm quá ha. Bơi từ đây qua bên kia. Cái sông không lên luôn. Nhảy xuống nước cái sông nhảy được, mà lên không lên được, lên lạnh. Ở dưới nước luôn thì nắm. Rồi, ai Đà Lạt lên đi nha, chợ Đà Lạt đây. Quý vị ơi, chợ Đà Lạt đây, quý vị à. Rồi, ai xuống chợ Đà Lạt. Rồi, quý vị ơi, xuống chợ Đà Lạt đây, quý vị à. Rồi, sao nãy giờ chưa kêu khách lên. Đâu lâu công an bắt chết. Đau bụng quá. Không đi. Đau bụng quá. Không đi. Rồi hello các bạn nha. Giờ anh em mình tới trạm dừng chân nè. Rồi ăn cơm nè các bạn ơi. Mình với Đức Cống. Ăn cơm cái này nè. Có gà chiên nè. Thịt kho nè. Gà kho, có bóng kho nè. Bông thiên lý xào thịt bò nè, chấm nước tương luôn nè. Rồi. Rồi, mời các bạn ăn cơm nha. Cơm đó. Sao đây?